Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đặng Tùng Channel. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2023, mình lại tiếp tục báo giá heo hơi của thị trường Hưng Yên miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay lại tiếp tục giảm so với ngày hôm qua một giá. Ngày hôm qua thị trường Hưng Yên đang cân với mức giá là 59.000 đồng trên 1 kg, thì so với ngày hôm nay giá heo giảm 1.000 đồng trên 1 cân, tức là đang cân với mức giá là 58.000 đồng trên 1 kg. Đặng Tùng Channel xin chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho Đặng Tùng. Qua video này thì Đặng Tùng xin cảm ơn rất nhiều đến mọi người. Do thời lượng video ngắn, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.